Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, việc thay đổi ảnh đại diện, avatar, thành màu đen hoặc ảnh trắng đen thường được gắn với sự tiếc thương và tưởng nhớ đến một sự kiện, một cái chết hoặc một thảm họa nào đó. Tuy nhiên, thường xuyên, việc này đã dẫn đến sự hiểu lầm và nhận định sai lệch từ người xem, gây phiền toái và nhức nhối cho người thay đổi avatar. Môi trường trực tuyến, đặc biệt là trên các mạng xã hội, thường diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Người dùng có thể thay đổi avatar của họ trong vài giây và sau đó, nó sẽ xuất hiện trên dòng thời gian của tất cả bạn bè và người theo dõi họ. Điều này làm cho mọi thay đổi trở nên rất rõ ràng và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, thời gian lướt mạng luôn giới hạn và không phải lúc nào cũng đủ để thấu hiểu sâu hơn về sự việc mà người khác đang trải qua. Nhiều lần, người thay đổi avatar có ý định thể hiện tình cảm và tưởng nhớ đối với một sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, người xem, thậm chí là bạn bè thân thiết, có thể hiểu lầm và suy đoán sai nguyên nhân thay đổi avatar này. Họ có thể đặt câu hỏi như, tại sao bạn lại thay đổi avatar, hoặc đưa ra lời chia buồn mà không biết đằng sau hành động đó là một trải nghiệm cá nhân đáng buồn. Cách tốt nhất khi thấy ai đó thay đổi avatar là cân nhắc trước khi đưa ra nhận xét hay lời chia buồn công khai. Nếu có thông tin không chính xác, hãy gửi tin nhắn riêng kèm nguồn tra cứu để giải quyết nó. Nếu có quan điểm trái chiều, bạn có thể thảo luận lịch sự và tôn trọng quan điểm của người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường trực tuyến trở nên văn minh hơn và không gây hiểu lầm không cần thiết. Cuối cùng, việc tag người thân, bạn bè vào các bài đăng với nội dung vô thưởng vô phạt không chỉ là thiếu tôn trọng mà còn gây phiền toái cho họ. Hãy suy xét trước khi thực hiện hành động này trên mạng xã hội.